Mọi chuyện bắt đầu khi nhóm của Seki bắt được một tên hề đang ăn trộm tiền ngân hàng, trước hết phải làm vài tấm tự sướng để làm kỷ niệm phát đã. Defani cởi mặt nạ tên hề ra thì phát hiện ra đó là người quản lý ngân hàng, Venma bắt đầu giải thích tại sao ông ta lại làm như thế. Trong lúc đó, Scooby-Doo nghe thấy tiếng gì đó khiến cơ thể cậu tự động nhảy múa rồi cuối cùng là bỏ chạy. Seki thấy bạn mình bị như thế liền bảo cả nhóm đuổi theo, bỏ lại tên hề ở lại phía sau cùng với đống tiền. Seki trên xe lo lắng khi lần đầu cậu thấy Scooby-Doo bị như thế. Cậu đừng lo, tớ đã gắn định vị lên vòng cổ của Scooby-Doo nên chúng ta sẽ tìm được cậu ấy thôi. Scooby-Doo lúc này đã chạy vào nowhere. Cậu nhìn thấy trước mặt mình là ngôi nhà của cơ duyết. Ở bên trong cơ duyết cũng nghe thấy âm thanh giống của Scooby-Doo. Cơ thể cậu tự động nhảy múa. Ông Eustace thấy phiền quá liền dùng cái mặt nạ để hù cơ duyết chạy ra khỏi nhà. Thế là hai chú chó ở bên ngoài không hẹn mà gặp. Họ nhanh chóng làm quen rồi kể về việc mình nghe được một tiếng động gì đó khiến bản thân tự động nhảy múa. Bỗng nhiên ở dưới đất xuất hiện những cái lỗ, ở bên trong là vô số con ve sầu trồi lên. Cơ duyết thử đạp chúng xuống lại nhưng cũng không ăn thua. Scooby-Doo thì dùng hai cái nắp thùng rác để ngăn chúng lại nhưng chúng quá đông. Cũng may khi nhóm của Seki đã tới, họ cán bay những con ve về lại những cái lỗ. Một con vẫn cứng đầu ở lại liền bị Defani đánh bay đi chỗ khác. Chúng là những con ve sầu chưa lột xác nhưng tớ chưa bao giờ thấy kích thước nào to như thế này cả. Bỗng nhiên Muriel xuất hiện. Sao con không mời những người bạn mới của mình vào trong nhà chơi hả cơ duyết? Cả nhóm được đề nghị như thế thì cũng không có lý do để từ chối. Ông Eustace thì vẫn cáu bẩn khi nhà có khách. Họ thấy thế cũng không bận tâm mà xuống nhà bếp để ăn bánh quy do Muriel mới nướng. Con sửa giúp ta cái bồn nước được không cơ duyết? Cậu tìm thấy có cái gì đó kẹt ở dưới liền kéo lên. Nhóm của Seki thì lần lượt giới thiệu bản thân. Cái chùm tóc khi nãy mà cơ duyết kéo lên liền biến thành một con quái vật. Scooby-Doo phải phối hợp với cậu để chống lại nó trong khi mọi người vẫn đang nói chuyện. Họ cùng nhau đẩy nó xuống cái lỗ thoát nước. Mẻ bánh khi nãy đã hết nên Muriel phải đi nướng mẻ mới. Bỗng nhiên cơ duyết nhìn thấy sau lưng Seki có một con ve sầu. Cậu hoảng loạn không biết phải làm sao để xử lý nó. Muriel thấy thế đành phải ra tay khi bà sử dụng cây chổi huyền thoại của mình đánh bay con ve ra khỏi nhà. Tớ nghĩ những con ve này có liên quan đến cái tiếng mà Scooby-Doo nghe được. Seki thì vẫn đang sợ hãi chuyện hồi nãy, có lẽ con nên ra phòng khách cho đỡ sợ. Cả ba cùng nghe về cách vượt qua nỗi sợ hãi, những người bạn có thể chia sẻ cảm giác sợ hãi của nhau để cảm thấy tốt hơn. Seki nói về việc mình sợ những con quái vật lớn, Scooby-Doo thì sợ người ngoài hành tinh. Cuối cùng là cơ duyết đã gặp vô số quái vật khiến Seki và Scooby-Doo phải sửng sốt. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, mở ra thì chỉ thấy có một lá thư. Tất cả các bạn được mời đến bữa tối tại dinh thự của ông thị trưởng. Được ăn miễn phí nên mọi người nhanh chóng ra xe. Muriel muốn đi thử chiếc xe van nên Scooby-Doo sẽ đi xe của Eustace. Fred nhanh chóng đi trước để dẫn đường. Scooby-Doo và cơ duyết ở phía sau chuẩn bị thì xuất hiện một con ve khổng lồ. Nó lái chiếc xe của Eustace tông thẳng vào chiếc xe van. Hai cái xe cứ thế mà tông vào nhau rồi bị lật bánh nhưng Fred tay lái cứng nên đã cứu được cả bọn. Vừa thở phào một cái thì tiếp tục bị con ve khổng lồ tấn công. Nó liên tục áp sát để đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm. Fred không thể chịu đựng được liền đuổi theo nhưng nó đã cắt dây cầu khiến cậu phải lùi lại. Không dễ dàng chạy thoát vậy đâu em. Defani nói xong liền cho khởi động hệ thống NOS khiến tốc độ xe tăng vọt qua bờ bên kia. Con ve tiếp tục chơi xấu khi đẩy chiếc xe van. Chúng ta phải giúp mọi người. Cơ duyết tiến đến giành lấy cái vô lăng nhưng nó nhanh chóng bị gãy ra. Chiếc xe mất lái liền lao thẳng về phía trước. Defani ở đằng sau thấy thế thì bắn móc câu để dừng chiếc xe. Bắn thêm một cái về phía sau nữa cho chắc. Con ve phá hoại xong liền tung cánh chạy trước. Chiếc xe van từ từ quay trở về mặt đất. Scooby-Doo và cơ duyết ở dưới phải trèo ra phía sau. Cái xe không chịu nổi nữa liền rơi thẳng xuống khiến cả hai phải nhảy lên. Họ thành công thoát khỏi cửa tử vào phút cuối cùng. Còn cái xe thì đâm thẳng xuống một ngọn đá rồi phát nổ khiến Eustace khóc thét. Cả đám giờ mới tới được dinh thự, đón tiếp họ là một ông quản gia đáng sợ. Fred lấy ra thư mời thì ông ấy mới dẫn mọi người vào trong. Các cậu đợi ở đây một chút. Bỗng nhiên những cái ghế biến thành quái vật tấn công mọi người, cơ duyết nhanh chóng giải cứu Muriel. Seki thử hỏi cái điện thoại thì nó nói mình cũng sợ lắm rồi chạy vào túi cậu. Eustace thì sử dụng cái mũ của mình để đánh lại. Fred và Venma thấy thế cũng dùng đồ đạc xung quanh đáp trả. May mắn ông thị trưởng xuất hiện kịp lúc liền bảo mọi người đi theo mình. Ông xin lỗi vì dinh thự này đã quá cũ nên lâu lâu xuất hiện vài điều kỳ lạ. Defani nói mọi người nhận được lá thư mời ăn tối nên mới tới đây. Thế là ông thị trưởng dẫn mọi người vào bàn ăn.
ở trên chỉ có một ổ bánh mì và một ly nước. Venma hỏi ông thị trưởng về một con ve khổng lồ nhưng ông không bất ngờ lắm. Tôi nghĩ các bạn nên kiểm tra bảo tàng của dinh thự tại ở đó hay có những chuyện lạ xảy ra. Cả bọn nghe xong liền muốn đi xem nhưng Eustace, Shaggy, Scooby-Doo và Kermit vẫn ở lại để đợi đồ ăn. Ngay khi họ cắn một phát thì mới biết ổ bánh mì cứng như đá. Có vấn đề gì với món ăn của tôi sao? Bà giúp việc xuất hiện liền cắt đôi ổ bánh mì rồi bắt cả bốn phải ăn hết. Chỉ có một ổ bánh mì thì sao có thể lấp đầy được cái bụng? Họ nhanh chóng vào nhà bếp để lục đồ ăn, một cái bánh đầy mù tạt liền được làm ra. Eustace thấy lãng phí nên muốn cầm nó đi nhưng gặp phải ông quản gia và bà giúp việc liền quay xe ra về. Tới khi cả đám mở cửa thì gặp lại con ve khổng lồ khiến họ phải chạy lẹ. Phía khác thì bà Muriel và nhóm còn lại đang tìm hiểu về bảo tàng. Họ được biết về việc ở Norway hay xảy ra những chuyện kỳ lạ từ một con vịt chuyên ăn trộm cho tới một con mèo xấu xa. Trong khi đó, nhóm của Shaggy vẫn đang chạy trốn. Ông thị trưởng hỏi mọi người có sao không liền bị con ve khổng lồ bắt đi. Cả bọn vào trong thì thấy ông ấy đã biến thành một con ve. Họ nhanh chóng chạy vào một căn phòng khác. Khi con ve vào thì liền bị ăn chửi khi tới muộn. Đừng nói đây là lần đầu cậu làm việc nhé. Cả đám thấy thế liền bắt đầu huấn luyện cho con ve. Bắt đầu từ việc chống đẩy, gập bụng rồi đến việc xịt thuốc. Họ nhân cơ hội đó chuồn đi nhưng đã bị con ve phát hiện ra. Kermit phải gánh cả Shaggy và Scooby-Doo để chạy tiếp. Cậu chạy về phía bảo tàng nơi mọi người đang ở. Bỗng nhiên Fred vô tình kích hoạt một mật thất bí mật. Con ve ở phía sau sắp đuổi đến thì Kermit liền chặn cửa nhưng xui cho cậu khi cửa mở từ bên ngoài. Họ tiếp tục chạy trốn con ve nhưng bị ngã xuống dưới. Ở đây Venma tìm được một cái máy tạo ra sóng thôi miên. Nó tự động bấm số để gọi cho những người giàu có. Điều khiển họ giống như Scooby-Doo và Kermit ở đầu phim. Trong khi Eustace đang ở nhà làm bánh mì thì có tiếng gõ cửa. Ông ra xem thì gặp những người bị điều khiển lúc nãy đưa tiền đến. Chẳng mấy chốc mà ngôi nhà đã chất đầy của cải vật chất. Những người còn lại thì cũng đã thoát khỏi dinh thự kỳ quái. Họ đang băng qua vườn ngô thì gặp lại con ve khổng lồ. Mọi người chia nhau ra đánh lạc hướng nó. Bỗng nhiên Shaggy đạp phải chúng một cái gì. Những con ve đã lột xác nên để lại vỏ ở dưới. Giờ bọn chúng đã có cánh nên dễ dàng bắt mọi người đi. Chỉ có Shaggy, Scooby-Doo và Kermit chạy thoát được. Họ sử dụng cái điện thoại để nghe lời khuyên từ nó. Cam đảm không phải là sự vắng mặt của sợ hãi. Cam đảm thực sự đang hành động khi đối mặt với nỗi sợ. Tới lúc chúng ta phải hành động rồi, Shaggy vừa nói xong liền bị bắt đi luôn. Chỉ còn lại hai chú chó đang hoảng loạn không biết làm gì tiếp theo. Scooby-Doo nhớ lại lời Venma nói lúc nãy. Hãy đào xuống dưới tâm trái đất. Kermit nhanh chóng cầm lấy cái máy tính bảng chạy về nhà. Bên trong là ông Eustace đang bận tắm trong vàng. Cậu sử dụng siêu máy tính của mình kết nối với cái máy tính bảng. Trong thời kỳ khủng long đã có một viên thiên thạch rơi xuống trái đất. Nó tạo ra một miệng núi lửa nằm dưới trang trại của Eustace và Muriel. Bên trong có một thứ gọi là vật chất tối. Nguyên nhân tạo nên những điều kỳ lạ ở Norway. Hai chú chó bắt đầu đào sâu xuống lòng đất. Trong lúc đào thì tiếng động điều khiển cả hai càng ngày càng mạnh. Họ phải cố giữ cái đầu lạnh để tiếp tục. Chẳng mấy chốc đã tới được chỗ của viên đá. Ở bên dưới có vô số con ve nên Scooby-Doo và Kermit liền lấy viên đá rồi chuồn lẹ. Họ vừa phải tìm đường chạy thoát vừa phải né lũ ve quái vật. Bỗng nhiên họ gặp lại bà Muriel và những người bạn của Scooby-Doo. Giờ cả đám phải tìm cách thoát khỏi đây. Trong lúc họ cố giữ viên đá thì vô tình khiến cho người khác bị biến đổi. Cả đám mãi mới biến về bình thường được thì Muriel không may bị con ve khổng lồ bắt đi. Bà chỉ kịp để lại viên đá cho Kermit. Cậu leo ra ngoài rồi thách đấu con ve khổng lồ thì nó lại thả Muriel xuống. Kermit liền sử dụng viên đá bay lên cứu lấy bà. Cậu sơ suất liền bị con ve tấn công. Nó nhặt lấy viên đá rồi biến mình trở nên to lớn. Kermit sợ lắm nhưng cậu nghĩ về những điều mà Shaggy nói. Tại sao cậu lại tên là Kermit? Vì cậu là một chú chó có lòng cam đảm. Kermit nhanh chóng tiếp cận con ve khổng lồ rồi dùng viên đá biến mình trở nên to lớn. Con ve thấy thế liền tấn công trước nhưng Kermit kịp đỡ lấy bà Muriel. Nó vừa cầm lấy viên đá thì bị Kermit xô ngã. Bị như thế khiến con ve nổi giận liền tấn công Kermit liên tục. Ngay khi nó chuẩn bị tung đòn kết liễu thì Muriel đã kịp thu nhỏ cậu lại. Bà đưa cho Kermit viên đá để cậu dụ con ve đi chỗ khác. Nó cố gắng bắt lấy Kermit nhưng không được. Ngay khi con ve xé cối xay gió ra làm hai thì cậu liền thu nhỏ nó lại. Những mảnh vụn của cối xay gió nhanh chóng đè xuống người con ve. Kermit cũng giải thoát được cho mọi người. Họ lột mặt nạ của con ve thì phát hiện ra ông thị trưởng. Tớ nghĩ vẫn chưa hết đâu. Venma nhận ra có người ở bên trong điều khiển ông thị trưởng, Cass và Lê Quác. Bây giờ cả hai mới giải thích mọi chuyện. Họ vô tình tìm được viên thiên thạch tối chôn cất ở trong Norway.
Thế là chúng cải trang thành thị trưởng để tiếp cận viên đá. Với sức mạnh của nó thì chúng dễ dàng điều khiển những người giàu mang tiền đến trang trại, sau đó sẽ chiếm đoạt tiền từ đó. Bỗng nhiên ông quản gia và bà giúp việc xuất hiện. Họ là trung úy và tướng quân cải trang để tiếp cận ông thị trưởng. Chúng tôi sẽ lấy viên đá và tịch thu toàn bộ tiền từ trang trại để trả lại cho người bị hại. Ngay khi ông tướng quân cầm viên đá thì bắt đầu nhảy múa. Thấy thế đầu cơ Duyết liền nảy số, cậu sử dụng viên đá làm đèn pha lê nhấp nháy ở trong nhà để mọi người có thể cùng nhau nhảy múa. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé!